Cơm chưa đắt sắc ra miếng nhưng mà xịn. Tiếp tục series món ngon gần nhà thì hôm nay sẽ là một quán cơm đặc biệt vì giá hơi chát so với các tiệm khác trong khu của mình, mà có thể nói là nó mắc nhất luôn. Nhưng mà mắc mà mình vẫn ăn thường xuyên thì cũng có cái lý do của nó. Chuyện là bà Tuyết thì không thích ăn cơm nên là hôm nào bà đi mừng ngoài shop á, mình ở nhà mình ê là hay ra cái tiệm này ăn. Ăn hết cái đường Phùng Văn Cung rồi tới đường Phan Xích Long. Thấy có cái quán này kiểu xinh xịn, bắt mắt, đồ ăn chân treo ra ngoài mặt tiền rất là hấp dẫn. Giữa trưa mà giờ cao điểm thì quán lại còn đông. Bước vào quán thì không gian thoáng, tươm tất sạch sẽ, không có máy lạnh nhưng mà quất hẳn mấy cái quạt siêu to trên trần nhà lại cao ráo. Phía trước thì có cây xanh, bàn ghế to rộng nên là ngồi ăn cảm thấy thoải mái. Sau vài lần ăn thì mình nhận thấy giá khá cao so với mặt bằng chung, thì mình mới hỏi chú chủ quán sao không có menu, không có bảng giá mà cứ chỉ chọn món rồi mới tính tiền. Chú bảo là có menu á chứ, menu để đây nè nhưng mà không có dùng tới. Khách thích ăn gì thì cứ chỉ rồi đem vô luôn. Mà món nào cũng giá như nhau hay là sao mà không có menu? Có menu nhưng mà chưa giá một món khác nhau, thì chưa cập nhật hết. Nhưng mà mai mốt sẽ có menu rồi. Lúc nào cũng có menu đó. Dạ. Mình không có bảng giá, bảng giá thay đổi theo thì lắm. Nhìn mặt cái ghét là 20, 30. Ngoài điểm cộng về không gian, chất lượng vệ sinh thì mình đánh giá khá cao về cách bài trí chén đũa tô nỉ ở đây chỉnh chu, cảm giác không phải ăn cơm trưa thông thường mà là ăn ở nhà hàng. Về khẩu vị món ăn thì mình nghĩ sẽ hợp với số đông nhiều người, còn với khẩu vị của mình thì chắc chỉ tầm 7 điểm thôi, tại vì nó cũng khá là nhạt. Về giá, thí dụ điển hình một mình ăn cơm thịt heo kho trứng gọi thêm dưa giá và khăn trà đá là 67.000. Điểm mà mình thích nữa là canh, khi mà mình gọi xong thì họ mới nấu lên nóng hổi. Có lần mình rủ bà Tuyết ăn thử thì bà khen tất cả nhưng mà khẩu vị hơi nhạt so với bà nên chưa ăn lắm. Giá cho hai đứa thì quên mất rồi nhưng mà cũng cao. Video này là tổng hợp footage rất nhiều lần mình ăn. Nói chung là mình muốn khoe về độ bắt mắt, vệ sinh, bài trí, không gian, đa dạng về món ăn của quán, để bạn có thêm một cái gợi ý về ăn trưa ở khu Phú Nhuận nha. Địa chỉ là lô F2 khu chung cư A4, Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận. Cảm ơn các bạn đã xem, mình là Những Thích Ăn, người kể về món ăn và trải nghiệm.